bạn đang rất cần tìm một vị trí để kinh doanh buôn bán, mà vị trí đó phải thuận tiện về giao thông, nằm liền kề với khu dân cư và khu công nghiệp. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay Thúy Trần sẽ review một trong những vị trí nằm ở vị trí trung tâm đắc địa của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và cụ thể là nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT741, một trong những tuyến đường có lộ giới lên tới là 56m và sẽ được mở rộng trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là khu vực chợ Nhật Huy của Bến Cát, nằm tọa lạc tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chợ Nhật Huy là một trong những khu chợ được hình thành và phát triển từ lâu đời, có tập trung kinh doanh với lại 100 sản phẩm và các mặt hàng khác nhau để đáp ứng được nhu cầu mua sắm của lượng công nhân khổng lồ tại khu công nghiệp V-Ship 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và lượng dân cư hiện hữu tại khu vực nơi đây. Và vị trí của sản phẩm mà ngày hôm nay thì muốn giới thiệu sẽ nằm đối diện với chợ Nhật Huy Bến Cát của chúng ta. Và bây giờ đây xin mời cả nhà chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem vị trí của lô đất đó nằm ở đâu nhé. Vâng, như Thúy Trần vừa chia sẻ, vị trí của ba lô đất ngày hôm nay Thúy Trần muốn review là nằm ngay trên mặt tiền đường DT741 đối diện với chợ Nhật Huy và nằm cạnh với siêu thị Simac. Nhìn từ vị trí trên cao xuống thì chúng ta thấy được ba lô đất này cực kỳ vuông vắn, nằm ở vị trí trung tâm kinh doanh buôn bán sầm uất. Đây có thể được coi là một trong những vị trí vàng thuận tiện để cho chúng ta kinh doanh buôn bán với đa ngành nghề quý anh chị. Hơn thế nữa, đằng sau ba lô đất của chúng ta chính là quỹ đất của dự án khu nhà ở thương mại chợ Nhật Huy do tập đoàn Địa ốc Nam Dư trực tiếp làm chủ đầu tư. Chính vì thế, khi khu dân cư này được hình thành và phát triển cũng như là lượng dân cư về đây sinh sống và làm việc sẽ đẩy mạnh nhu cầu mua sắm ở khu vực này lên rất là cao. Và trong dự án khu nhà ở thương mại chợ Nhật Huy sẽ có quỹ đất để xây dựng chợ đêm Nhật Huy sẽ được khởi công vào cuối năm 2021. Khi chợ đêm 5 lầu này được hình thành và đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra thành một khu chợ mua sắm sầm uất hơn bao giờ hết. Như vậy, với vị trí trung tâm đắc địa như thế này, rất đáng để cho chúng ta cân đối và đầu tư. Quý anh chị các bạn quan tâm đầu tư tại khu vực dự án Nhật Huy cũng như là vị trí 3 lô đất trên thì có thể alo trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974 59 45 48. Thúy Trần xin cảm ơn quý anh chị và các bạn.